Hungary quyết không từ bỏ năng lượng Nga. Ngoại trưởng Hungary tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ hợp tác năng lượng với Nga vì xung đột Ukraine, bất chấp sức ép từ các bên khác. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không muốn từ bỏ bất kỳ nguồn nào giúp đảm bảo an ninh năng lượng cho Hungary, hãng thông tấn Nga TASS ngày 21 tháng 11 dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó. Phát biểu sau cuộc gặp các bộ trưởng năng lượng của Azerbaijan, Georgia, Romania tại thủ đô Budapest của Hungary, ông Szijjártó nói Hungary coi mua năng lượng là vấn đề ưu tiên thực tế hơn chính trị. Hungary sẽ không cho phép bất kỳ ai gây áp lực buộc chúng tôi phải từ bỏ bất kỳ nguồn năng lượng nào, ông nói. Ngoại trưởng Hungary nói Budapest vẫn cam kết đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, song điều này không đồng nghĩa họ sẽ từ bỏ các nguồn và tuyến giao hàng đáng tin cậy. Đa dạng hóa không có nghĩa thay thế nguồn năng lượng hiện có bằng nguồn năng lượng khác. Đa dạng hóa sẽ là thu hút nhiều nguồn hơn cho nguồn cung năng lượng của bạn, ông nói. Nga vẫn là nước xuất khẩu năng lượng chính cho Hungary. Từ đầu năm tới nay, Nga đã cung cấp 4,8 tỷ M3 khí đốt cho Hungary, chủ yếu qua đường ống Tuttrem và các nhánh chạy qua Bulgaria và Serbia. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tháng trước cho biết Hungary dự kiến tăng lượng khí đốt mua từ Nga trong mùa đông này. Bất chấp những chỉ trích ngày càng tăng ở phương Tây rằng thỏa thuận đang tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller nói khoảng 1,3 tỷ M3 khí đốt đã được chuyển thêm tới Hungary ngoài các hợp đồng hiện có giữa hai bên trong năm nay. Hungary đã nhận hơn 3,5 triệu tấn dầu thông qua nhánh phía nam của đường ống Druba, đi qua lãnh thổ Ukraine, dự kiến tăng lên 4, 8, 5 triệu tấn vào cuối năm. Nhà máy điện hạt nhân phát của Hungary hiện cũng hoạt động bằng nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tháng trước hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Trung Quốc tập trung vào chủ đề cung cấp khí đốt, dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân. Ông Orbán nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp với Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Ông được xem là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong 27 nước thành viên EU khi nhiều lần nói liên minh hủy hoại chính mình vì áp trừng phạt với Moskva, cảnh báo các biện pháp này nguy cơ phá hủy kinh tế châu Âu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.